Cháu Giang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thức phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì cháu Giang lại tiếp tục có mặt tại nhà em Oanh các bác ạ. Như đợt trước thì cháu Giang lên và có trao cho bà là 3 triệu đồng để bà đi trả nợ rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu 2 triệu 500 nữa. Thì hôm nay cháu Giang lại tiếp tục mang lên. Hôm nọ thì đi qua đây thì cháu Giang cũng đưa em Oanh về rồi. Thì mấy hôm nay thì cho anh ở nhà cùng với bà 1-2 hôm rồi. Ra đến đây thì nhìn thấy cái khung cảnh này thật sự rất là đáng thương luôn các bác. Ngôi nhà thì bị gió cuốn đi như thế này này. Bão là cuốn hết mấy cái tấm bạt ở trên kia. Đây thì hình như là anh đang cuốc cái gì ở trên kia đây các bác. Anh là một đứa trẻ, một hoàn cảnh thật sự rất là đáng thương luôn. Bố thì mất vào ngày hôm 28 Tết. Còn mẹ thì bỏ đi từ lúc em ấy còn nhỏ, còn chưa biết gì. Như các bác nhìn đây, một khung cảnh, một cái vườn và một ngôi nhà tạm bợ. Ngôi nhà này thì không biết là buổi tối có dám ngủ không. Bây giờ thì nếu mà có một trận gió to thì cháu ra còn sợ là cuốn bay hết cả cái mấy cái tấm gỗ này. Đây, ra đến đây thì bắt gặp là anh đang xới cỏ ở đây rồi này các bác. Chị chào anh nha. Anh chào công các bà đi. Con chào công các bà. Rồi. Cuốc xới đất ở đây à? Xới cỏ à? Xới lâu chưa? Vừa mới đến thôi à? Anh nói to một chút nha, bây giờ chị không có mic ấy. Vâng. Đây, bây giờ cháu Giang sẽ quay quanh một cái vòng ngôi nhà cho các bác cùng xem các bác nhé. Cái ngôi nhà này thì nếu mà người đi qua đường mà đi qua nhìn thấy thì thật sự người ta nghĩ là cái ngôi nhà này không phải để ở đâu các bác. Chắc là một cái lán hoặc là một cái gì đấy để một cái ngôi nhà tạm bợ để mà để rơm hay để cái gì chứ không nghĩ là có người sinh sống ở đây các bác ạ. Và trong khi đó là một đứa trẻ mới 10 tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ, là tự một mình mưu sinh ở trong ngôi nhà này các bác. Cháu ra nhìn cái cảnh này mà thấy xót xa cho em Oanh. Không biết là tương lai của em Oanh sẽ đi về đâu. Hy vọng là các bác, các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành cùng với em Oanh để trao tình cảm, tình yêu thương đến với em Oanh để em Oanh có một cuộc sống tốt hơn. Để sau này em có một tương lai sáng lạn hơn. Không biết là nhiều bác thì mới vào xem hoàn cảnh của em Oanh ấy thì cũng chưa hiểu rõ được. Bây giờ cháu Giang xin phép là kể lại cái hoàn cảnh của em Oanh các bác nhé. Em Oanh thì ở với bố ở trong ngôi lán này. Thì bố là vừa mới mất hôm 28 Tết rồi. Mẹ là bỏ đi từ nhỏ. Em Oanh hiện tại thì Oanh vẫn còn ông bà, nhưng mà Oanh rất là thương bố. Không muốn là rời xa cái lán này bởi vì là có hình bóng bố ở trong này. Ngày trước là hai bố con ở đây với nhau các bác ạ. Những hôm mà còn có một khoản nợ của ngân hàng nữa. Những hôm mà trời mưa ấy, chúng cháu lên chia sẻ thì anh chỉ cứ tưởng là người ở bên ngân hàng ra tìm ấy, cho nên là chạy vào trong rừng trốn các bác ạ. Thật sự rất là thương. Oanh thì đi học đến cuối tuần mới về thôi, còn trong tuần thì sẽ ở lại trong nội trú. Và những cái buổi em Oanh đi về nhà thì hai bố con là cùng nhau đi vào trong rừng lấy củi đi bán. Một bó củi là được có hơn 10.000 các bác ạ. Và nhiều hôm chúng cháu lên bắt gặp là không có cơm, chỉ có mua nổi một gói mì tôm là mang đi rừng, đi lấy củi để về đến rừng thì lúc nào đói quá thì ăn cầm cự thôi. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, nhiều người sẽ nghĩ là sao lại còn những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh như vậy. Nhưng thực sự là ở trên vùng cao này thì hoàn cảnh khó khăn là không có thiếu đâu các bác. Nhưng mà từ lúc cháu Giang đi chia sẻ những mảnh đời bất hạnh như vậy thì là cũng là hoàn cảnh đầu tiên mà cháu Giang thấy xót xa cho em Oanh. Bây giờ thì ông bà cũng bảo là muốn cho em Oanh đi về ở cùng, nhưng mà Oanh bảo là Oanh muốn ở lại đây, muốn ở lại đây để mà lưu giữ một chút cái gì hơi ấm cho ngôi nhà để người bố ở dưới suối vàng có thể là yên tâm các bác. Ông bà thì cũng già hết rồi. Ông bà thì hiện tại là vẫn còn nợ một khoản tiền hơn 5 triệu đồng các bác. Tiền mà đợt trước là làm đám tang cho anh chị ấy. Thì
phong tục ở trên vùng cao này thì dân tộc Nùng ấy thì làm đám ma thật sự rất là tốn kém, cho nên là nếu mà không có các bác mạnh thường quân giúp đỡ và đồng hành thì không biết là bà cũng bảo là không biết đến đời nào bà mới trả nổi, có khi đến khi mất đi còn để lại cái khoản nợ đấy để lại cho Oanh các bác ạ. Nhìn Oanh thì một đứa trẻ rất là đáng thương, ít nói bởi vì là không được tiếp xúc nhiều với bạn bè như người ta. Oanh nếu mà về nhà thì chỉ có quanh quẩn là ở trong này với bố thôi các bác. Tình cảm của hai bố con thì thực sự rất là sâu nặng luôn. Và nhiều hôm lên ý, thì bắt gặp là Oanh tự ở trong ngôi nhà này các bác. Ngôi nhà thì chỉ có một cái đèn năng lượng mặt trời là rọi rất là ánh sáng rất là nhỏ ấy, không đủ dùng cho cả ngôi nhà luôn. Bà thì không phải là không làm được việc mới phải ra cơ sự này mà bà cũng già yếu rồi, bà không thể làm thì vẫn làm nhưng mà không thể làm bằng người ta được các bác. Bà làm được rất là yếu, một ngày bà đi làm công cho người ta chỉ được hơn 60.000 thôi các bác. Mà như hôm qua thì bà còn đi từ hơn 5 giờ sáng ấy các bác. Đi rất là khổ thân luôn, về là buổi trưa là người ta cũng không nuôi cơm đâu. Nhà là mình phải tự nấu cơm ăn cơm ở nhà, xong đến buổi chiều là lại tiếp tục đi làm các bác. Cho nên qua những thước phim mà chúng cháu chia sẻ lên, cháu Giang rất là mong quý ông bà, cô chú và các mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để giúp đỡ đến hoàn cảnh của em Oanh các bác ạ. Nếu mà bây giờ không có mọi người chung tay giúp đỡ đến em Oanh thì cháu Giang dám chắc là không thể nào mà em Oanh học hết được cấp 2 đâu các bác. Bây giờ chỉ mong sao là Oanh có thể học hết cấp 3, rồi sau đấy là muốn đi đâu, đi làm hoặc là định hướng cái khác thì có thể là dễ dàng hơn. Bây giờ cháu Giang sẽ đi quay một cái vòng ngôi nhà của em Oanh cho các bác xem các bác nhé. Mấy hôm trước thì trời mưa, gió rất là to cho nên là đã cuốn bay hết cái mấy cái tấm bạt này này các bác. Ngày trước là anh Trình là có mua một cái tấm bạt lên để mà phủ ở ngay đến đây nhưng mà gió to quá không thể mà chịu được các bác. Bây giờ thì Oanh là cũng không muốn dỡ bỏ cái ngôi nhà này bởi vì là tình cảm kỷ niệm với bố ở trong này thì rất là nhiều các bác. Có thể là đến khi nào mà em Oanh già lên, già đi trưởng thành rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà quên được những kỷ niệm với bố ở trong ngôi nhà này các bác ạ. Ở trong này thì hôm trước gió to quá với lại trời mưa ấy, cho nên là đã để đồ vào cái thùng như thế này này. Những cái đồ này thì hầu như là toàn các bác dưới xuôi gửi lên tặng cho hai bố con các bác. Không có tài sản gì trong nhà cả. Ngôi nhà này thì cũng được anh chỉ là lập lên khá là lâu rồi. Như bây giờ để một cái tấm bạt ở trên này rất là thớp ấy, cho nên là ở trong là rất là nóng và oi bức luôn các bác. Ngày trước thì anh chỉ cũng kể là chúng cháu mà có mang gạo lên ấy thì nếu mà đi ngủ thì anh chỉ sẽ ôm vào trong người xong là mang đi ngủ. Không là bình thường ấy, không là nếu không cẩn thận thì bao gạo để như thế này, anh chỉ mà đi vào trong rừng lấy củi, lấy cỏ thì người ta sẽ ra trộm và bị trộm một hai lần rồi các bác. Thực sự là những con người mà không có lương tâm, thấy hai bố con khổ như thế này mà vẫn còn trộm được bao gạo của hai bố con thì cháu Giang thực sự là không còn gì để mà diễn tả được bằng lời nữa. Như khả năng là em Oanh này, bây giờ là 12 giờ trưa các bác nhé, 12 giờ trưa nhưng mà em Oanh là rất là chăm chỉ. Hôm nào chúng cháu lên là cũng bắt gặp, không đi vào rừng lấy củi thì sẽ làm một cái công việc gì đấy. Không thấy là em ấy là ngồi yên hoặc là đi ngủ trưa đâu các bác. Những đứa trẻ trên vùng cao thì rất là hiểu chuyện và trưởng thành từ rất là sớm các bác ạ. Như hiện tại em Oanh chỉ có 10 tuổi thôi, nhưng mà những công việc nhà là hầu như là biết làm hết rồi các bác. Bây giờ cháu Giang sẽ bảo em Oanh là nghỉ ngơi một lúc thôi, chứ làm giữa trời nắng nóng như thế này sợ bị ốm ấy. Oanh ơi nghỉ đi để lát nữa làm tiếp đi.
Đây này, mồ hôi mồ kê ra hết rồi đây này. Đây các bác có thể quan sát đây. Mồ hôi này. Ui dồi. Đi vào đây ngồi đi. Đi vào trong nhà ngồi đi, xong là lấy cái mũ ra quạt quạt cho mát một tí. Đấy, bây giờ anh ngồi đây. Anh ngồi đây, chị hỏi một tí nhá. Ồ, mồ hôi mồ kê này. Cái kẹp là rơi rồi à? Không kẹp cái mái của mình lên được à? Ừ, để chị quạt lên cho quạt cho mát nha. Nóng không? Mát không? Ừ. Bà đi đâu rồi anh? Bà chợ. Đi chợ á? Đi chợ ở đâu? Hôm nay có phải chợ xã của mình đâu? Đi chợ ở huyện. Ở dưới huyện à? Vâng. Dưới huyện. Đi bộ hay đi xe? Đi bộ. Đi bộ á? Vâng. Ôi rồi. Đi bộ từ nhà em anh xuống huyện là phải hơn mười mấy cây số các bác ạ. Anh có biết là bà đi chợ làm gì không anh? Hay là đi mua đồ cho mình? Bà đi có việc. Đi có việc à? Ừ. Biết việc gì không? Bà không cho mình theo à? Có. Không cho mình theo à anh? Không. Không à? Nói to lên một tí. Bà đi từ lúc mấy giờ rồi? Bà đi tận lúc 5 giờ sáng. 5 giờ sáng đến bây giờ là 12 giờ trưa vẫn chưa về đến nhà. Khả năng là đi bộ là đi hơi lâu các bác. Đi rất là mất thời gian, với lại ở ngoài trời rất là nóng. Rõ ràng không biết là bà đang đi bộ về hay là có nghỉ ngơi ở chỗ nào râm mát không. Đây này, mồ hôi mồ kê của em Oanh này các bác. Lau mồ hôi đi xong là quạt cho nó mát một tí. Oanh là ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm? Buổi sáng ăn gì không? Buổi sáng ăn gì chưa? Có. Ăn gì? Em ăn cơm nguội. Ăn cơm nguội á? Ừ. Không nấu cơm à? Bà không ở không nấu cơm à? Không. Ừ. À, anh là mới 10 tuổi thôi các bác. Nhưng mà các bác có thể nhìn này. Người thì rất là nhỏ con. Còn không to được bằng em Thuận. Bởi vì là em ấy cũng thuộc dạng là lười ăn ấy. Biếng ăn cho nên là không béo lên, khỏe to lên được. Bây giờ chị bảo nhá, cố gắng ăn uống nhiều vào như em Thuận mới to mới béo nhá. Vâng. Sau này làm việc mới khỏe được. Sao lại buồn thế? Hôm nay lại có chuyện gì à? Không. Không à? Có gì thì cứ kể cho anh chị nghe nhá. Ừ. Thế là buổi tối có ngủ ở đây nữa không? Có. Vâng. Buổi tối vẫn còn ngủ ở đây á? Cái nhà bị bay như thế này rồi vẫn còn ngủ ở đây á anh? Không đi ngủ cùng bà. Thế bà có ra ngủ cùng mình không? Có. Có à? Anh là không chịu đi ngủ cùng bà. Thế thì bà vẫn phải chịu. Vẫn phải ra đây ngủ cùng anh. Buổi tối là không dám để cho anh ngủ ở đây một mình các bác. Bởi vì là anh là con gái nữa. Bây giờ người ta thì con người thì không biết lòng dạ ai như thế nào cả. Nếu mà để một mình em Oanh ngủ ở trong ngôi nhà này thì cháu Giang không thể dám chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì là người ta cũng thừa biết là hoàn cảnh của em Oanh như thế nào, ở một mình như thế nào. Hôm qua cháu Giang lên thì có bắt gặp em Oanh là đi vào trong rừng lấy củi các bác ạ. Củi thì bán chỉ một bó là được 10.000, à chưa đến 10.000 đâu đúng không? Mấy nghìn hả Oanh? 5.000. 5.000, bó to là 5.000, bó nhỏ là 4.000 đúng không? Vâng. Ừ, thế là hôm nay ở nhà sới cỏ không đi lấy củi nữa à? Không, hôm qua em đi em làm nặng lắm thì em ngất xỉu giữa đường thì bà em đưa về thì về nhà em tỉnh thì bà lại kể thì bảo là em không được ra ngoài nắng thì cho em ở nhà làm việc nhà còn bà đi ra làm việc khác. À. Anh là có nói hơi nhỏ một tí, bây giờ cháu Giang sẽ thuật lại các bác nhá. Anh kể là hôm qua anh đi làm nắng quá thì bị ngất đấy các bác. Thì bà có đưa anh về nhà nghỉ đến lúc tỉnh thì bà mới kể lại cho anh thì anh mới biết thôi. Chứ còn anh còn ngất đi chả biết gì. Thì bà cũng bảo anh là ở nhà làm việc nhà không cho đi ra ngoài nữa. Bây giờ công việc gì ở ngoài thì bà sẽ tự đi làm. Và từ bây giờ nhá, nắng quá thì đừng làm nữa nhá. Vâng. Mình còn nhỏ thì làm vừa sức của mình thôi. Làm nhiều quá là sau này bị ốm, bị bệnh đấy. Như hôm nay này 12 giờ trưa mà em chạy ra ngoài cuốc như thế này này. Kiểu gì chả
chả bị cảm nắng xong là bị ốm. Thế là bây giờ có công việc gì ở ngoài nắng quá là bà tự đi à? Vâng. Ồ, trời ơi. Thật sự hoàn cảnh của anh rất là đáng thương các bác. May mà còn có bà để mà nương tựa vào. Nếu mà không còn bà nữa thì chả biết làm sao. Bây giờ điều ước duy nhất của anh là gì? Anh thử nói xem nào. Nói to lên một tí nhé. Em ước là bố em vẫn còn sống mãi mãi ở bên em. Và ông bà em sẽ sống thật lâu để chăm sóc em nữa. À, điều ước của anh là muốn bố sống mãi mãi với mình và ông bà thì không bao giờ mất đi để ở lại với anh các bác ạ. Bây giờ anh thì chỉ có điều ước đơn giản như vậy thôi các bác, không có cái gì cao sang cả. Thật sự là cháu Giang nhìn thấy anh rất là thương. Bây giờ là đói chưa hả anh? Chưa. Chưa đói á? Chưa. Ồ, ăn ít thế mà vẫn chưa đói. Đâu, à, cái bụng của mình là còn ngứa nhiều không? Hả? Đỡ hơn tí nào chưa? Ừ. Còn ngứa không? Ừ. Không á? Không hay là còn? Không. Không à? Ừ. Hôm nọ là bôi thuốc vào chắc là đỡ rồi, nhưng mà phải uống thuốc thường xuyên, bôi thường xuyên nhé. Ừ. Buổi tối thì phải tối nào cũng tắm rửa sạch sẽ thì nó mới không bị, nó mới không ngứa nhiều. Áo này là chiếc công các bà gửi lên cho mình đúng không? Không, đây là của chị gái thì bé lắm chị cho em. À, của chị gái nhà họ à? Vâng. Hôm nay thì cháu Giang lên với mục đích là đưa số tiền còn lại cho bà để bà đi trả nợ nốt người ta ấy các bác. Nhưng mà bà không gặp bà ở nhà rồi thì khả năng là nếu mà đưa cho anh thì anh còn nhỏ, ấy, thì không yên tâm. Sẽ không biết là phải đợi bà hay là đi về nữa đây. Hôm qua người ta vừa đòi nợ thì bà xuống và bảo bà chưa có tiền, thì sáng nay bà đi xuống huyện thì bà thấy người chủ lúc trước mua giấy làm nhà, giấy của bố em, thì bà em trả tiền cho người ta. À, thế là hôm qua người ta đòi à? Vâng. Là cũng từ cái đám tang của anh chị đến bây giờ là cũng hơn 2-3 tháng rồi các bác. Cho nên là trước là chưa đủ tiền ấy thì bà có đi vay người ta để mà mua tiền giấy làm nhà cho anh chị các bác. Cho nên là bây giờ người ta đòi rồi. Bà cũng sáng nay là bà cũng tranh thủ dậy từ lúc 5 giờ sáng để mà mang tiền xuống cho người ta rồi các bác. Trời ơi, khổ thân bà quá. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Bây giờ các bác có thể là xem ở ngoài thì trời thực sự rất là nắng nóng luôn các bác. Bây giờ phải khoảng 35-36 độ C nhưng mà bà vẫn chưa về đến nhà. Mà đường đi xuống dưới huyện thì còn đi đường nhựa nữa thì... Ồ, thật sự rất là thương bà. Bây giờ khả năng là cháu Giang sẽ ở lại em Oanh cùng em Oanh một lúc. Nếu mà bà chưa về thì cháu Giang sẽ thử đi xe xuống dưới kia xem là... Bà đến đâu rồi thì đón được bà một đoạn nào hay đoạn đấy thôi. Chứ để bà già rồi bà đi bộ như vậy thì thật sự rất là thương bà các bác ạ. Nếu mà cuối tuần mình đi học mà mình không có bạn bè đi cùng là bà có đưa mình đi đoạn nào không anh? Không, bà lấy tiền cho bác trai, bác hai ở dưới để cho em đi cùng. À, thế là số tiền mà ngày trước có các cô bác là dành riêng cho em Oanh để phục vụ riêng cho em Oanh đi học là bà trích ra một ít để đổ xăng cho bác ở dưới kia để bác dưới kia cho Oanh đi cùng các bác ạ. Thế là ở trường là bây giờ mình còn thiếu cái gì nữa không? Xà phòng, dầu gội các thứ ấy? Em không. Không à? Ừ. Cái đi làm là phải mặc cái quần nào xấu xấu một tí nhá. Cái quần này là hôm trước chị vừa mới dẫn đi xuống huyện mua cái mới mà. Quần nào mới với đẹp thì mình đợi đi học mới làm, đi học mới mặc nhá. Ở nhà làm việc nhà thì mặc bộ nào nó xấu cũng được, không cần phải mới đâu. Tại là trời cũng nắng lắm rồi các bác, cho nên là anh bảo là sẽ lấy củi nhóm bếp nấu cơm đợi bà xem là bà đi chợ có mua được gì về ăn không.
để làm thức ăn cho hai bà cháu không các bác? Lấy đủ dùng thôi anh ạ, trong nhà chật quá ấy. Nắng như thế này ra ngoài cũng chả thèm đội mũ luôn, và cũng đi chân đất luôn các bác ạ. Trẻ con ở trên vùng cao là quen như thế rồi. Nhìn cái khung cảnh này thì như là một ngôi nhà hoang vậy các bác. Ở xung quanh là vô cùng ảm đạm và vô cùng vắng vẻ luôn. Như bây giờ chỉ có hai bà cháu thôi, bà cũng già và anh còn nhỏ, thì nếu mà cho bà trèo lên trên này để mà sửa lại thì cũng không sửa được. Thì trước cháu Giang cũng bảo là đợi hôm nào anh Trình lên thì bảo anh Trình sửa hộ. Bây giờ cháu Giang cũng không biết là sửa như thế nào. Bây giờ là nấu cơm đợi bà anh. Thế bà có dặn mình là tí mua thức ăn gì về để hai bà cháu cùng ăn không? Ừ. Anh là mấy hôm nay cho về nhà là lại bắt đầu kiểu là bị như kiểu là trầm cảm ấy các bác, kiểu là buồn và nói chuyện rất là nhỏ. Chúng cháu nói nhiều lúc còn không nghe thấy luôn. Ở dưới kia với chúng cháu quen rồi thì sẽ mạnh dạn hơn một tí. Ở trường là có nói nhiều không anh? Ở trường đi học với các bạn ấy. Có à, nhưng mà ở nhà không biết nói chuyện với ai là mới nói ít như thế này thôi đúng không? Mình phải cố gắng nói nhiều vui vẻ lên nhá. Cháu Giang rất là mong khi cháu Giang rất là mong qua thước phim này thì nhiều thì sẽ kết nối được nhiều quý cô bác, quý mạnh thường quân giúp đỡ đến hai anh em, giúp đỡ đến hai em oanh số phận vô cùng khó khăn và đáng thương các bác nhá. Lát nữa thì đợi oanh là nhóm bếp xong thì cháu Giang khả năng là sẽ lấy xe đi xuống xem là có gặp bà ở đâu không thì đưa bà về một đoạn các bác ạ. Oanh đã bao giờ đi bộ cùng bà xuống huyện chưa? Rồi. Rồi à? Thế là có mệt không? Có. Nhưng mà có bao giờ đi vào mùa hè như này không hay là chỉ đi vào mùa đông thôi? Mùa đông. Mùa đông à? Đi lâu không? Đi tầm một tiếng không anh? Qua một tiếng cơ? À, thế là hai bà cháu từ dậy sớm từ thế là hai bà cháu từ lò mò từ sớm đi đúng không? Khả năng là nếu mà hôm qua oanh không bị ngớt thì bà vẫn cho đi theo đấy đúng không? Nhưng mà sợ oanh yếu quá không cho đi theo được, sợ đang đi giữa đường mà nắng quá sợ lại ngớt như hôm qua ấy các bác. Không biết là trẻ con làm quá sức hay là đi nắng nhiều quá thì nó bị ngớt hay là có bị làm sao không? Mai nếu mà mai hoặc là lúc nào chị lên chị lại mua cái viên sủi cho uống nhé. Có cái viên sủi ở hiệu thuốc là người mệt mỏi là uống cái đấy vào là khỏe các bác ạ. Vitamin C. Thuốc là hôm trước chị mua cho là hết chưa? Thuốc bôi cái chỗ bị ngứa của mình ấy, bị ngứa của mình ấy. Chưa hết đâu à? Cố gắng thường xuyên bôi cho nó khỏi hẳn đi nhá. Tìm cái gì đấy? Ngồi ở trong nhà là cũng chẳng khác gì ở ngoài các bác, bởi vì là tấm bạt là ở ngay trên đầu mà bạt thì rất là nóng, cũng chả che phủ được cái gì ấy. Thưa các bác anh chị, là hôm nay là cháu Giang đã dẫn được em Oanh xuống dưới huyện để mà mua được thuốc cho em Oanh rồi đây các bác. Bởi vì là ở với bà là cũng được 3 hôm rồi, bị ngứa 3 hôm rồi, nhưng mà bà không có tiền để mà mua thuốc cho em Oanh, cũng như là không có điều kiện để mà dẫn em Anh xuống huyện đấy các bác. Vừa nãy thì đi vào hiệu thuốc thì người ta bảo là nếu mà vừa mới bị thì khả năng là bị dị ứng, còn nếu mà bị lâu thì bây giờ đang có dịch ghẻ các bác, cho nên là rất là nguy hiểm. Thì vừa rồi cháu Giang đã dẫn em Oanh đi vào hiệu thuốc để mà mua thuốc rồi. Thuốc thì khá là đắt đấy. Tiền thuốc ngứa này thì khá là đắt các bác. Thuốc uống thôi là đã đi hết 150.000 và
thuốc bôi ở ngoài da ấy, bôi là có hai loại, là cách một tiếng là sẽ bôi lại một lần là đi 95.000, và có cháu Giang xuống thì có mua cho em Oanh hai bộ quần áo ở trong này đây. Hai bộ quần áo này, Oanh lấy ra xem có đẹp không, có vừa mình không? Có thích không Oanh? Có. Và cháu Giang đã dẫn em Oanh đi mua được hai bộ đồ rồi các bác, bởi vì là lúc nãy xuống vội quá không kịp mang đồ xuống ấy, thì hai bộ quần áo là hết đi 300.000 các bác nhé. Đây là quần bò cho em Oanh đi học này, và có một bộ ngủ quần áo. Cái khoản cháu Giang mua đồ này thì cháu sẽ trích của cô Nguyệt ở nước ngoài các bác nhé. Cô Nguyệt là có gửi cho kênh của cháu là gửi 3.500.000, 500.000 là cô cho tem đổ xăng, còn là 3 triệu là cô có bảo cùng cháu là để mua đồ cá nhân cho em Oanh, cũng như là dẫn em Oanh đi ăn đi uống cho em ít có tâm trạng thoải mái các bác. Thưa các bác anh chị, là hôm nay cháu Giang đã dẫn được em Oanh xuống dưới huyện rồi đây. Bây giờ là đã nấu cơm xong rồi, bây giờ Oanh nào? Con chào các ông các bà. Không phải, trước khi ăn cơm phải làm gì? Con mời các ông các bà ăn cơm ạ. Rồi. Cháu Trinh xin mến chào tất cả các bác anh chị. Hôm nay thì cháu Trinh có lên nhà của em Hưng. Giang thì sẽ phụ trách công việc và đi nhà của Quân, với cả là lo cho mấy em ở khu vực đằng bên kia các bác, là có cả nhà Quân này, nhà Oanh. Đấy thì nhiều quý bác anh chị có thắc mắc là sao Oanh, cháu Trinh với cả bạn Giang lại không lên để mà thăm. Thì đến cuối tuần là hai anh em chú cháu là vẫn lên thăm các bác, tại vì em ấy đi học giữa tuần thì em ấy ở trường các bác, đến cuối tuần em ấy mới về thôi. Nếu như mà đến thời gian mà nghỉ hè thì khả năng là hai anh em cháu sẽ đi nhiều hơn các bác ạ. À, hôm nay là cuối tuần và cũng nghỉ lễ các bác. Đấy, Oanh ăn cơm xong thì tối là cho chị Giang đưa đi chơi, sau đó là ngủ với cả chị Giang nhá. Nghỉ đến thứ năm à? Thứ tư á? Thứ tư là phải đi rồi, thứ năm mới học đúng không? Đấy, nghỉ đợt nghỉ lễ thì em ấy được nghỉ khá dài đấy các bác, thì cho em ấy xuống đây thôi, chứ ở nhà thì em ấy cũng chẳng biết là ngày lễ là ngày nào cả. Thôi bây giờ ăn cơm đi nhá. Ăn cơm đi, ăn trứng đi này, trứng rán này. Oanh là phải ăn mạnh vào nhá, Oanh là ăn hơi kém các bác, ăn chậm với cả ăn hơi ít. Như kiểu em Thuận là ăn nhiều hơn. Đấy, hơn tuổi em Thuận một tuổi mà nhìn em ấy là gầy hơn Thuận này, gầy hơn, bé hơn. Buồn ngủ à? Hả? Hôm qua chị Giang mua thuốc ngứa cho bôi khỏi chưa? Hả? Khỏi rồi à? Đấy, ăn cơm đi. Còn là thước phim cháu Giang chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu Giang xin phép là khép lại video tại đây. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành và trao tình cảm, tình yêu thương đến với các em nhỏ ở trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Con chào các ông các bà. Xin chào các bác. Tổ này là nấy chia cho bác hay một nửa rồi à Quân? Chia nhau rồi. À, đây các bác, đây là tổ ong của em Quân này. Cháu Trinh tiện thể là ra cùng cả em Quân, xe phụ em Quân là vát luôn các bác nhé. Đấy, bây giờ xe để vào khăn xô này, sau đó là vát các bác nhé. Ui, đặc sánh luôn này. Wow, mượt đẹp thật, với cả rất là thơm luôn. Nếu mà đi tìm mà tổ ong ấy thì mình làm như thế nào mình mới tìm thấy đấy Quân? Mình lấy một cái gì đó thơm thơm xong là mình cứ cầm theo, có con ong nào mà nó về ăn cái mình đang làm mồi ấy, xong là đi theo nó. À, có nghĩa là phải làm mồi để câu các bác, câu con ong ấy. Chúng cháu mỗi lần vắt xong mật ong là chúng cháu xe lấy sạt, và cái khăn này chỉ chuyên để vắt mật ong thôi, nên là quý bác anh chị cứ tin tưởng về chất lượng, với cả là về những cái sản phẩm em Quân làm ra thì em ấy rất là sạch sẽ luôn các bác. Wow, trong vắt. Wow, đặc lắm các bác đây. Rất là đặc luôn. Đặc sánh luôn. Khi mà vừa ấy vắt xong thì nó sẽ nổi bọt lên như này này. Đấy, cho nên là nó chưa thể mà trong được ấy. Và em ấy vừa mới khai thác về nữa, trong cái lúc mà vận chuyển đi lại nữa.
Đấy, sau khi mà xem được cái thước phim này, quý bác anh chị muốn đặt hàng của em Quân thì có thể là liên hệ trực tiếp với cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé. Bóp như thế này sau khi mà gửi xuống thì nó sẽ không bị bung nắp đấy các bác, tại vì nó hơi nó rất là căng luôn. Mà đông thì vừa mới vắt xong đấy, phải bóp. Không bóp là quá trình vận chuyển là nó nổ. Đúng, Trình dán là một cái tem to thế này, trong đó là có cả công dụng cách dùng của mật ong. Thì quý bác anh chị mà còn chưa biết sử dụng ấy thì có thể là đọc về cái công dụng và cách dùng của nó các bác nhé. Con rất mong là các ông các bà sẽ ủng hộ sản phẩm mật ong của con để con có kinh phí đổ xăng đi học và có tiền ăn sáng ạ.